Hello, xin chào mấy chị. Lại là em đây. Hôm nay gia đình em lâu lắm mà không có tụ họp lại ăn tiệc. Hôm nay cũng chuẩn bị cho tụi nhỏ nó vô học rồi. Gia đình em cũng tụ họp lại thì em lâu ngày không gặp. Rồi làm mấy món để gia đình tụ họp ăn uống để cho tụi nhỏ đi học cho mấy chị. Mấy chị em thì mỗi người một hai món gì đó. Mua rồi giờ tự chế biến. Ăn cho nó sạch sẽ nghe mấy chị, chứ ngoài quán mình ra ăn cũng được mà. Thứ nhất là nó mắc, thứ hai là nó không có an toàn thực phẩm nữa mấy chị. Bây giờ mình sơ chế những thức ăn để mình nấu nghe mấy chị. Mỗi người mỗi món nha. Đây là sơ chế các món cũng tương đối ra xong rồi, mình bây giờ mình chuẩn bị mình nấu nha mấy chị. Ốc nè, cua nè, gà nè. Ở đây là nhà em Út của em á đứng. Cái món gà là của món của nó nha mấy chị. Nấu cũng sắp chín rồi. Đây là món nấm mối nè, bà chị hai em bà mua. Nấm mối thì một năm chỉ có một lần thôi mà sao cũng trùng dịp. Nên đợt này mua được ký nấm mối để dành nấu cháo gà nha mấy chị. Đây là nhỏ em dâu của em, nó là đầu bếp chính á. Tụi em thì chỉ sơ chế thôi, còn nó là đầu bếp chính đứng ra để nấu nha mấy chị. Đây là con đứa cháu gái cưng của em nè, dễ thương mấy chị, cưng lắm mấy chị ơi. Còn đây là bà chị hai của em nha. Người lớn thì nấu nướng, còn mấy bé thì chạy nhảy. Thấy cũng vui mấy chị ha, lâu lâu với chị em cũng làm gì làm, bận rộn cũng dành chút thời gian để tụ họp lại. Thứ nhất là mình xả stress, thứ hai là cho tụi nhỏ nó có không gian để nó chơi, rồi anh em có gặp mặt họp mặt lại. Đó là không gian cái bếp nhà đứa em của em. Đây là món ốc của em mua nha mấy chị. Đây là món cua của nhỏ em dâu em nó mua rồi mấy chị ơi. Bây giờ mình bỏ vô để mình hấp cho nó nhanh mấy chị. Chứ mình làm tính định làm cua rang mà nó hơi lâu chút xíu. Nên thôi mình bỏ vô mình xào, mình hấp đi cho nó nhanh, chứ để mình làm cái món nhiều món quá nó mất thời gian mấy chị. Món cháo cũng chuẩn bị chín rồi nè. Gà này gà nhà mấy chị. Nó hơi dai nên nấu lâu lâu chút xíu cho nó mềm, chứ để nó dai quá mình nấu mai nấu nhanh thì sợ nó không có ngon. Đó, cua cũng đã chuẩn bị hấp xong rồi nè mấy chị, sắp xong thôi nha mấy chị, chứ chưa có xong, chút xíu nữa đi nó chín, sợ nó không chín rồi không có ngon. Rồi gà cũng đã chín rồi mấy chị ơi, giờ như em của em nó xé rồi mình bóp gỏi nha mấy chị ha. Gà rất là ngon nha mấy chị, gà mà nấu với nấm mối là thôi khỏi nói luôn mấy chị ơi, quá tuyệt vời luôn, ăn mà cái nách nó tét luôn nha mấy chị, cái nách nó giật giật luôn mấy chị ơi. Đây là món la xét nha mấy chị, la xét em mua để chút mình ăn xong mình ăn la xét cho nó đỡ ngán mấy chị ơi. Xoài ổi má của em đang ăn cua nha, lão Phật gia của gia đình em mấy chị ơi. Em quay phim má em bảo là bảo gì quay phim mấy chị, thôi mà kệ, mình quay mình làm kỷ niệm để sau này mình khi mình mình lớn tuổi rồi, mấy đứa bé nó cũng theo thời gian nó cũng lớn á, rồi mình khi mình coi lại nhiều khi cũng vui mấy chị. Em thì em thích đi đâu mình quay phim lắm, quay phim chụp hình để mình lưu lại những kỷ niệm khi mình lớn tuổi mình già rồi á, rồi mình xem lại thấy cũng vui vui hả mấy chị. Ai nói gì nói thôi kệ, mình quay những thước phim này lại để dành mai mốt sau này nhiều khi con cháu mình nó lớn lên á, rồi nó
xem nó biết hồi xưa nó hồi nhỏ nó vậy với vậy mấy chị. Bữa nay tương đối là đầy đủ hơn mấy chị. Ở đây là ông chồng của em, ông hấp nghêu mấy chị, nghêu hấp sả với nước dừa mấy chị. Sơ sơ nó há miệng ra là nó chín rồi mấy chị. Nghêu thì nó cũng mau chín lắm, nên giờ mình đậy nắp cho nó sôi một dạo cái mình tắt lửa. Đây là mấy đứa cháu quen rồi mấy chị, cho mấy đứa cháu nó ăn trước rồi chút mình ăn sau. Mấy đứa cháu nó ăn cua nó ăn hơi lâu á, mình đút nó ăn đi rồi chút xíu mình ăn. Đó, đây là gia đình nhỏ của em rồi mấy chị, gia đình lớn chứ không phải gia đình nhỏ nha. Em nói lộn mấy chị. Đó, má của em lần đưa máy quay lên là bả la. Mọi thứ chuẩn bị tương đối cũng sắp xong rồi mấy chị. Nấu ở nhà tuy là nó cực một chút xíu mà nó vui, người một món chia nhau mà làm cũng nhanh lắm mấy chị. À, vừa làm vừa tám chuyện này chuyện kia chứ cuộc sống mà. À, đâu có khi nào rảnh để chị em có khi gặp lại đâu, ai cũng phải cơm áo gạo tiền, ai cũng phải lo cho cuộc sống của mình, nên đôi khi ha, chị em cũng ít có gặp nhau lắm. Lâu lâu mình nấu nấu nướng như này nè là mình ăn uống trước ăn uống sau là chị em họp mặt. Theo cảm nghĩ của em mà sống tiền thì mình cũng quan trọng mấy chị, nhưng mà tình cảm gia đình nó cũng quan trọng hơn. Tiền bạc thì sau này giờ có không có gì sau này mình kiếm, còn tình cảm gia đình thì mình phải gắn bó với nhau, chị em phải thương yêu nhau vậy nó mới vui mấy chị. Nhiều khi có tiền mà mình mua không được. Đây là mấy đứa cháu của em, rồi con em là nó bằng áo xanh đó mấy chị. Nay mấy nhỏ nó lớn hết rồi, mình thấy mình già quá trời luôn. Rồi em quay phim mình nó bó né, nó chạy nó không cho quay phim mấy chị. Bây giờ cũng sắp xong rồi, mình chuẩn bị nhập tiệc thôi mấy chị. Rồi tập hợp đi mấy cháu ơi, mình chiến thôi nào. Rồi đây là món nghêu của chồng em, hấp dẫn nha mấy chị. Mình chuẩn bị bắt đầu mình nhập tiệc nha mấy chị. Giờ soạn sành, soạn bàn ghế quét dọn ra, nhập tiệc nha các con. Giờ là giây phút quan trọng này mấy chị. Nãy giờ cực khổ á, giờ mình sẽ tận hưởng những thành quả của mình từ nãy giờ. Có mấy bé nhỏ nên mình dọn đi đất mình ăn cho nó tiện mấy chị, chứ mình ăn trên bàn rồi mình ít ngồi rồi nhiều khi té rồi nữa. Thôi mình dọn đi đất mình ăn cho nó chắc ăn. Rồi bây giờ một người một tay bắt đầu phân công dọn ra, người dọn chén, người dọn đồ ăn, người dọn đũa nghe. Bữa nay cũng trùng hợp là ngày sinh nhật của con nhỏ cháu đó, bé Nhi đó nha mấy chị. Bé Nhi là con của chị hai em, bé bằng áo đen á. Rồi sẵn mình ăn tiệc rồi mình làm sinh nhật cho bé luôn. Rồi đồ ăn cũng sẵn sàng lên mâm rồi, mình chuẩn bị bắt đầu khai tiệc. Con này hát bài.
mừng cho Nhi nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lấy gì bảo ăn đi con. Đây. Mình phải dùng bàn múc phim này đi chứ mấy đứa ăn miếng mà múc phim cho mấy đứa ăn. Đó hấp dẫn. Chào con cái, con đang làm gì đó? Đang làm gì? Ủi chải. Con nó ủi chải không hư không? Ủi chải. Con hết quay phim luôn à? Quay phim. Có đèn hay bắt không cái đèn đây con? Mất đâu? Nó có mất hả? Nóng rồi, đang đang dừng tí, đang làm ăn xuất như vậy, ăn nổi mấy món kia nữa. Đâu có ít mà ăn nhiều đó. Ăn nhiều. Thao kìa. Cái này cái thao kìa. Cái này thao gì? Cái này cái thao. Và đây là chỗ nhậu của mấy ông. Mấy ông đàn ông bây giờ chuẩn bị đặng uống bia rồi có mồi nữa nha mấy chị. Đây là món ruột heo. Ruột heo nướng. Ăn cũng rất là bắt nha mấy chị. Nè mà nhậu bia là hơi khỏi có nói luôn nha. Rất là nhiều món nhưng mà ông chồng em vẫn mua thêm cái món này để ăn thêm chứ uống bia cho nó ngon. Rồi đây là gia đình của em, tổng thể gia đình của em nè mấy chị. Còn thiếu nha, còn thiếu hai chồng của đứa gái em với cháu ngoại em nữa. Rồi ông anh rể với đứa cháu. Đứa cháu đi học xa thành phố á, nó không có về được. Nên tạm thời là bên nhiêu đây nha mấy chị. Nhà em là 4 chị em, 3 trai 1 gái. Bây giờ nó phát sinh ra con cháu nữa. Ngồi bàn đâu có hết rồi mấy chị. Phải dọn dưới đất vậy nè, ngồi mới hết nè. Chứ ngồi bàn là phải 2 bàn á. Lâu lâu mấy anh chị em họp mặt vui quá trời vui luôn. Đầy đủ hết. Đầy đủ mặt dân võ bá quan hết mấy chị. Rồi đây là mình nhập tiệc xong rồi mình dọn dẹp hết. Bây giờ mấy chị em quay quần ngồi 8 nè mấy chị. 8 chuyện trên trời dưới đất. Mấy chị em cứ tranh thủ hả, rảnh là ngồi là nói chuyện. Chồng nói chuyện con rồi nói chuyện làm ăn. Người này làm này, người kia làm mấy kia. Rút kinh nghiệm rồi học hỏi nhau để làm ăn đấy mấy chị. Video cũng đã dài rồi, thôi em tạm dừng video đây nha mấy chị. Tạm biệt mấy chị, cảm ơn mấy chị đã quan tâm theo dõi đối clip của em. Xin chào tạm biệt mấy chị nha. Bye bye mấy chị, cảm ơn mấy chị rất nhiều.